Sau khi kết thúc tuyển sinh lớp 10 giai đoạn 1, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát số lượng học sinh nhập học thực tế và công bố tuyển bổ sung lớp 10. Theo đó, có 36 trường trung học phổ thông tuyển bổ sung với tổng số 2.203 học sinh. Cụ thể, trường trung học phổ thông Phong Phú, huyện Bình Chánh cần tuyển bổ sung nhiều nhất với 300 học sinh, sau đó đến các trường như Nguyễn Văn Linh, quận 8, Nguyễn Văn Tăng, thành phố Thủ Đức, An Nhân Tây, huyện Củ Chi. Đặc biệt, ở những trường top đầu có trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình cần tuyển bổ sung 40 học sinh, trường trung học phổ thông Phú Nhuận, quận Phú Nhuận cần tuyển 12 học sinh và trường trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10 cần tuyển 19 học sinh. Theo quy định, thí sinh được đăng ký xét tuyển bổ sung nếu trượt tất cả các nguyện vọng ở đợt đầu, có điểm thi đạt mức chuẩn nguyện vọng 3 của trường muốn đăng ký. Nếu là học sinh các trường trung học cơ sở thuộc huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và thành phố Thủ Đức và đăng ký vào trường trung học phổ thông cùng khu vực, các em được xét theo điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó. Riêng thành phố Thủ Đức được chia thành 3 khu vực, gồm quận 2, quận 9, Thủ Đức cũ để xét tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường trung học phổ thông từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7. Các trường xét từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào ngày 6 tháng 8.